Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giô-se thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng cứu mang một người con trai. Bà ấy vẫn đang bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Suy niệm: trình thuật về việc loan báo Đức Giêsu sinh ra song đối với trình thuật hôm qua loan báo về cuộc sinh hạ Gioan Tẩy Giả. Nazareth, một thôn làng hay một thị trấn kém giá, không được biết đến trong cụ ước. Galilee, xứ sở bị khinh bỉ vì đời sống lẫn lộn giữa Do Thái với các dân ngoại. Sự giản dị của mái nhà Maria tương phản với vẻ sang trọng trong cuộc báo tin cho ông Caiaphas trong khung cảnh thánh thiêng của đền thờ Jerusalem, thủ đô hùng vĩ. Công cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa được phát họa trong khiêm hạ. Chàng hôn phu của Maria thuộc dòng dõi vương giả, nhưng nay đã mất hết quyền lợi, chỉ có là một thủ công, một thợ mộc, không chút cao vọng trở lại ngai vàng. Tuy nhiên, nhờ anh mà lời Chúa hứa với nhà David sẽ được thực hiện. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Đó là lời chào của thiên sứ với một cô thôn nữ. Người chào cô với vẻ tôn kính và yêu mến biết bao. Lời chào làm tôi liên tưởng đến lời chào trong phục vụ thánh thể: Chúa ở cùng anh chị em, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Tôi học được nơi Đức Maria, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Những ơn gọi đặc biệt không bao giờ được chấp nhận cách đơn thuần. Thiên Chúa xuất hiện trước như một yếu tố để gây bối rối sửng sốt. Lạy Chúa, xin giúp chúng con học đòi gương khiêm nhường của Đức Maria mà luôn luôn thuận theo ý Chúa. Amen.